Trong khi đó thì với các cô gái Ninh Bình, LP Bank, đây là lần đầu tiên họ góp mặt trong trận đấu tranh ngôi vô địch. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này gồm có trọng tài số 1 là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, trọng tài thứ 2 là ông Nguyễn Hồng Quyết. Những quan chức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng như là ông bầu của đội bóng Hóa chất Đức Giang Tia Sáng, đại diện của nhà tài trợ, đương nhiên là những người cũng đang theo dõi trận đấu này cùng với chúng ta. Đây là đội hình xuất phát của Ninh Bình LP Bank. Chuyền hai Nguyễn Thị Hoài My được xếp đánh chính ngay từ đầu. Đối chuyền là đội trưởng Bích Tuyền. Cặp đôi phụ công gồm có Nguyễn Thị Trinh và Lê Thanh Thúy, hai cầu thủ đánh ở vị trí phụ công là Darin ngoại binh người Thái Lan và Đinh Thị Thúy. Libero được đăng ký bên phía Ninh Bình là Nguyễn Thị Kim Liên. Trong khi đó thì đây là đội hình xuất phát của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Vị trí chuyền hai được trao cho Nguyễn Thị Thủy. Đối chuyền là Polina Rahimova, cặp đôi phụ công là cặp đôi phụ công của đội tuyển quốc gia Trần Thị Bích Thủy và Lý Thị Luyến. Trong khi đó thì hai cầu thủ đánh ở vị trí chủ công là Trần Tú Linh, cũng là một thành viên của đội tuyển quốc gia, và cái tên còn lại đó là Hoàng Hồng Hạnh. Ban tổ chức chúng tôi đề nghị quý vị khán giả quay phim, chụp ảnh không để trên đầu đèn flash. Chúng tôi xin nhắc lại, quý vị khán giả quay phim, chụp ảnh trong quá trình thi đấu không để trên đầu đèn flash. Các vận động viên, cổ động viên chỉ được cổ động khi bóng chết hoặc sau tiếng còi của trọng tài. Chúng ta không cổ động trong khi bóng lăn. Những nhắc nhở cuối cùng của những người điều hành trận đấu trước khi trận chung kết của chúng ta diễn ra. Và chuyền hai Nguyễn Thị Thủy sẽ là người phát bóng để mở màn cho trận đấu này. Trong set đấu mở màn thì các cô gái Hóa chất Đức Giang Tia Sáng là những người thi đấu bên phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Polina, và tấn công đầu tiên của ngoại binh người Azerbaijan là Polina đã ghi điểm. Càng vào vòng trong thì sức mạnh của các ngoại binh càng được thể hiện. Trong trận đấu bán kết, Polina Rahimova một mình đã ghi tới 38 điểm, giúp cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng vượt qua binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước với tỷ số 3-1. Và phối hợp đánh chiến thuật của các cô gái Ninh Bình. Và sau khi đối chuyền của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng mở điểm thì ở phía bên này đối chuyền của Ninh Bình cũng lên tiếng. Đó là pha phối hợp đánh lao len với tình huống kết thúc của Bích Tuyền. Thêm một điểm nữa được ghi dành cho các cô gái Ninh Bình LP Bank. Darin ở vòng đấu thứ 2 cũng chưa đóng góp được nhiều cho đội bóng Ninh Bình. Nhưng ở vòng chung kết này thì ngoại binh người Thái cũng đã chơi tốt hơn nhiều. Đưa bóng ra biên cho Polina. Và tấn công trên chắn của máy bay dội bóng của Azerbaijan. Hai đều. Giải năm ngoái thì Polina Rahimova góp mặt trong màu áo của Gelesimco Thái Bình và cũng đã giúp đội bóng nữ Thái Bình lên ngôi vô địch sau 15 năm kể từ chiếc vô địch vào năm 2007 của họ. Tình huống xử lý bước 1 không tốt của Thủy Sáng. 3-2. Hóa chất Đức Giang Tia Sáng dẫn trước với tỷ số 3-2. Pha phối hợp đánh nhanh có điểm cho Ninh Bình. Đó là tình huống kết thúc của phụ công mang áo số 8 Lê Thanh Thúy. Một cuộc đối đầu với sự góp mặt của rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Bên phía Ninh Bình LP Bank họ có Lê Thanh Thúy, có Đinh Thị Thúy là những vận động viên trong đội hình 2. Ngoài ra thì còn có Nguyễn Thị Trinh
và libero Kim Nguyên của chân đức Giang tia sáng bốn ba trong đội hình một của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở mùa giải năm nay. Còn bên phía các cô gái hóa chất đức Giang tia sáng, họ có Tú Linh, Bích Thủy, Lý Thị Luyến và libero Thanh Liên. Cầu phát bóng của phụ công Bích Thủy, phụ công sinh năm 2000. Bích Tuyền, Bích Tuyền đánh bóng ra ngoài sân. Điểm cho hóa chất Đức Giang tia sáng. 5, 3. Trong trận đấu tại vòng bán kết thì Bích Tuyền cũng là người góp công lớn đưa Ninh Bình vượt qua VTV Bình Điền Long An trong một trận đấu khó tin. Họ đã thua trước 2 set nhưng sau đó lội ngược dòng đánh bại đối thủ bằng tỷ số 3-2. Ở trận đấu đó thì Bích Tuyền ghi tới 40 điểm. Hàng sau Tú Linh và phòng thủ tốt của libero Kim Liên. Đinh Thúy, Đinh Thúy đánh y thành công. Điểm Ninh Bình, điểm ra cho Ninh Bình 4-5. Tỷ số bây giờ là 4-5. Và tấn công lách chắn rất hay của Đinh Thị Thúy. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng tấn công của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Không, Bích Tuyền chọn giải pháp phát bóng an toàn. Polina đập bóng rất mạnh. Bích Tuyền. Cả hai đội bóng đều sở hữu những đối chuyền có những cú đập thực sự là vô cùng uy lực. Đường chân sau đầu cho Nguyễn Thị Trinh. Đáng tiếc là phụ công áo số 15 lại đánh bóng ra ngoài sân. Đánh bóng một chân sau đầu của Trinh Tuyền. Cả hai lập trận huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã đưa ra khiếu nại. Bóng chạm chắn rồi. Bóng đã chạm tay chắn của chủ công Hoàng Hồng Hạnh. Đây sẽ là khiếu nại thành công dành cho Ninh Bình LP Bank. Chúng tôi tin là như vậy. Không thể khác được. Huống khiếu nại thành công. 5 đều. Tỷ số được sân bằng 5 đều. Trận chung kết của chúng ta đang khởi đầu với những diễn biến hấp dẫn ngay từ những điểm số đầu tiên. Hai đội bóng đều đang hướng tới danh hiệu vô địch quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Tài sắc đây là bóng ngoài. Đổi vào điểm cho hóa chất Đức Giang tia sáng 6-5. Polina Rahimova là vận động viên có kỹ năng phát bóng tấn công rất tốt. Chúng ta cùng chờ đợi pha phát bóng của đối chuyền người Azerbaijan. Nhưng Polina vừa phát bóng ra ngoài. Điểm Ninh Bình 6 đều. Phát bóng tấn công cũng là một con dao hai lưỡi. Cái tình huống phát bóng tốt có thể ăn điểm trực tiếp hoặc phá được bước 1 của đối thủ. Nhưng cũng có rất nhiều những pha bóng rủi ro với những tình huống phát bóng ra ngoài như vừa rồi hoặc phát bóng rúc lưới. Tỷ số bây giờ là 6 đều. Bước 1 không tốt của libero Lê Thị Thanh Liên. 7-6. 7-6 dành cho Ninh Bình. Và tranh chấp trên lưới không thành công của chuyền hai Nguyễn Thị Thủy. Điểm Ninh Bình có thêm một điểm nữa để nâng tỷ số lên 8-6. Ngày hôm nay thì trong số 4 trận đấu của nữ, 3 trận đấu đã khép lại bằng tỷ số 3-1. Ở trận tranh hạng 7, Quảng Ninh vượt qua Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Ở trận tranh hạng 5, Vietinbank đánh bại Gelesimco Thái Bình. Và trận đấu tranh hạng 3 vừa kết thúc cách đây ít phút thì VTV Bình Điền Long An đã vượt qua đối thủ đầy duyên nợ của họ là Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Tất cả các trận đấu đó đều có tỷ số 3-1. Những trận chung kết này thì chúng ta đang mong đây sẽ là một trận đấu 5 set. Không cần biết đội bóng nào giành chiến thắng thì chúng ta đều hy vọng đây sẽ là một trận đấu công hiến của các cầu thủ trên sân để mang tới cho người hâm mộ một bữa tiệc thực sự trong trận đấu cuối cùng tại giải vô địch quốc gia năm nay. Darin, hàng sau, đó là tình huống đập bóng của Hoàng Hồng Hạnh. Tiếp tục là cơ hội tấn công cho Polina. Và kẻ biên quá ấn tượng của Polina Rahimova.
đẳng cấp của Polina thì có lẽ là chúng ta đều đã được kiểm nghiệm ở mùa giải năm ngoái. Một mình Polina có thể nói là đóng góp hơn 50% sức mạnh cho các đội bóng mà cô tham dự ở sân chơi vô địch quốc gia của bóng chuyền Việt Nam. Năm ngoái Polina đã giúp cho Thái Bình lên ngôi. Năm nay thì liệu cô có làm được điều đó với Hóa Chất Đức Giang tia sáng hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Polina, Bích Tuyên, trọng tài xác định điểm dành cho các cô gái Ninh Bình. Điểm Ninh Bình 9. Một màn so tài thực sự là rất đáng chờ đợi giữa những cầu thủ đối chuyền hàng đầu ở giải vô địch quốc gia năm nay, Polina Rahimova và Bích Tuyền, luôn nằm trong top 3 những người ghi được nhiều điểm nhất kể từ vòng 2 cho tới giờ. Tú Linh, Bích Tuyền hàng sau. Điểm Hóa Chất Đức Giang nghe ra chưa qua lưới. 9 đều. Chưa qua lưới và cũng không chạm trán. Số được san bằng 9 đều. Cú phát bóng của Lý Thị Luyến. Ở giải vô địch quốc gia năm nay thì phụ công của đội tuyển quốc gia Lý Thị Luyến vẫn đăng ký chiều cao là 1m90. Darin đập bóng chéo gắt quá tốt. Điểm Ninh Bình. Ninh Bình vượt lên 19. Bây giờ là cầu phát bóng của chuyền 2 Hoài My. Cơ hội tấn công dành cho Ninh Bình. Và kết thúc nhanh rất gọn gàng của Lê Thanh Thúy. 11-9. Hoài My đang phân phối bóng tốt bên phía Ninh Bình LP Bank. Ta cùng xem lại tình huống đánh nhanh của Thanh Thúy. Không thể phòng thủ. Miếng đánh quá bất ngờ. Huấn luyện viên Vanachot đã ngay lập tức phải gọi hội ý rồi. Ông Trần Đức Phấn, ông Đào Hữu Huyền và bà Lê Thị Hoàng Yến, đại diện của Tổng cục Thể dục Thể thao, cũng như ông mời của Trần Đức Giang tia sáng và đại diện nhà tài trợ. Được 12 có mặt trên khán đài VIP theo dõi trận chung kết của chúng ta. Tình huống phát bóng bay rất khó chịu của chuyền 2 Nguyễn Thị Hoài My. Bóng lắc lư với quỹ đạo khó lường. Hàng sau dành cho Polina. Bóng rất mạnh của Polina Rahimova nhưng Darin đã cứu được bóng. Nỗ lực rất đáng khen ngợi của các cô gái Ninh Bình. Tú Linh. Và xử lý của Lê Thúy vẫn chưa có điểm. Chắn bóng thành công. Bây giờ thì phụ công áo số 8 đã giúp cho Ninh Bình có thêm một điểm. 13. Ninh Bình đang chơi hay. Mặc dù họ vẫn chưa tìm được phương án để khóa được Polina Rahimova, nhưng hàng sau của Ninh Bình đã phòng thủ tốt trước những cú đập bóng rất uy lực của ngoại binh người Azerbaijan. Nhiều điểm số. Nỗ lực cứu bóng không thành công của Nguyễn Thị Thúy. 11-13. Và phát bóng của chuyền 2 Nguyễn Thị Thủy, bóng đã chạm mép lưới và khiến cho quỹ đạo
nằm ngoài phán đoán của Đinh Thúy. Bích Tuyền, Bích Tuyền chưa đánh bại được Polina. Ở thời điểm này thì Polina đang là cầu thủ cao nhất trên sân với chiều cao 1m98. Điểm Ninh Bình 14-11. Ninh Bình vừa ghi thêm một điểm sau pha xử lý đánh bóng khôn ngoan của Đinh Thị Thúy. Đường chuyền sau đầu, đó là cú đánh một chân sau đầu của Bích Thủy. Bích Tuyên, giám viên xác định bóng chạm trán và đi ra ngoài. Điểm dành cho Ninh Bình LP Bank 15-11. Bích Tuyên đã liên tục là cây ghi điểm số 1 ở vòng 2 của giải vô địch quốc gia năm nay. Và tới vòng chung kết thì hiệu suất ghi điểm của Bích Tuyền vẫn là rất cao. Polina cũng đưa ra lời đáp trả với một tấn công ở vị trí số 5. Bài toán dễ hình dung nhất trong trận chung kết này, nhiệm vụ dành cho cả hai đội bóng đều cần phải khóa được đối chuyền của đối phương, cũng là mũi tấn công lợi hại nhất. Vừa rồi thì Ninh Bình vừa có một pha phối hợp giữa chuyền hai Hoài My và Phụng Dương với Thanh Thúy. Thúy đang chơi rất ấn tượng trong trận đấu mở màn này. Một tình huống đánh nhanh sau của phụ công mang áo số 8. Polina bỏ nhỏ. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Polina Rahimova trên trán của đội chuyền áo số 16. Đặt ra là có thể dễ hình dung làm sao để làm được điều đó mới là vấn đề. Quá khó để ngăn chặn được Polina Rahimova. Chỉ phần nào kiểm tỏa được sức mạnh của đối chuyền này thôi. Với Bích Tuyền thì cũng là một bài toán gần như tương tự. Dễ dàng chỉ bằng những cái đầu ngón chân của Polina Rahimova với chiều cao 1m98. Quả mình này đã dễ dàng ghi điểm. Bích Tuyền phá gập đánh chiến thuật đã bị bắt bài của các cầu thủ Ninh Bình. 15-16. Vòng 2 của giải vô địch quốc gia thì Nguyễn Thị Bích Tuyền vẫn từng ghi được nhiều điểm nhất với 102 điểm, cũng là vận động viên tấn công tốt nhất với 90 điểm tấn công. Trong khi đó thì Nguyễn Thị Trinh của Ninh Bình là vận động viên chắn bóng tốt nhất cùng với Lê Thanh Thúy. Ninh Bình đang có một cặp đôi phụ công rất chất lượng. Hôm nay thì cặp đôi phụ công của Ninh Bình cũng đối mặt với cặp đôi phụ công của đội tuyển quốc gia là Lý Thị Luyến và Bích Thủy ở phía bên kia lưới. 15. Chúng ta đang có sự góp mặt và màn so tài giữa các vận động viên đều là tuyển thủ quốc gia. Cầu phát bóng của Bích Tuyền. Polina. Lần này thì tình huống tấn công của đối chuyền áo số 17 bóng đã rút lưới. 18-15, lợi thế 3 điểm dành cho Ninh Bình LP Bank ở xét đấu mở màn của trận chung kết. Pha phối hợp đánh nhanh rất tốt của Hóa Chất Đức Giang tia sáng, và đó là tình huống kết thúc gọn gàng của Lý Thị Luyến. Theo những thông tin bên lề thì chiều cao của Lý Thị Luyến bây giờ phải là 1m95 chứ không còn là con số 1m90 nữa. Nhưng cũng có rất nhiều những phiên bản khác với thông số 1m92 và 1m93 dành cho chiều cao của phụ công bên phía Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Đánh nhanh thu của các cô gái Hóa Chất Đức Giang tia sáng, tình huống kết thúc của Hoàng Hồng Hạnh.
Trong trận đấu tại chung kết của Cúp Hùng Vương năm nay, Đức Giang Tươi Sáng đã vượt qua Ninh Bình LP Bank với tỷ số 3-1. Và chắc chắn là trong trận đấu ngày hôm nay thì Bích Tuyền và các đồng đội rất muốn đòi lại món nợ đó. Ở trận đấu tranh hạng 3 thì VTV Bình Điền Long An cũng đã đòi lại những món nợ sau thất bại ở vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Vẫn còn một số ít ghế trống ở khán đài của nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam. Ngày hôm nay thì các khán giả trực tiếp tới sân đang được theo dõi rất nhiều những trận đấu với chất lượng chuyên môn cao. Và phát bóng tấn công của Polina. Và sau đó thì Lý Thị Huyền đã tận dụng được cơ hội. Bước rất tốt của Polina Rahimova. Số được xếp bằng 18-0. Đường chuyền sau đầu, đó là pha đánh một chân sau đầu của Nguyễn Thị Trinh. Bây giờ là Bích Tuyền. Bích Tuyền đánh bóng ra ngoài và trọng tài không xác định bóng cũng không chắc chắn. 19-18 nghiêng về phía Hóa Chất Đức Giang Tươi Sáng. Thêm một tình huống tấn công nữa của Nguyễn Thị Trinh nhưng vẫn chưa có điểm cho Ninh Bình. Đinh Thúy, tình huống chắn bóng tốt của Lý Thị Luyện và Nguyễn Thị Thủy. Điểm số liên tiếp đang được dành cho Hóa Chất Đức Giang Tươi Sáng. Trận đấu này thì họ rất quyết tâm giành ngôi vô địch sau 3 lần liên tiếp về nhì. Phát bóng ngoài sân rồi. Cuối cùng thì cầu phát bóng của Polina Rahimova cũng dừng lại. Hóa Chất Đức Giang sân challenge. Ngoại binh người Azerbaijan cũng không chắc về đường bóng vừa rồi của mình. Không chắc chắn rằng bóng trong hay ngoài sân. Nhưng góc quay này thì có vẻ như bóng đã dính vạch baseline. Quyết định khiếu nại đã được đưa ra. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những góc máy tốt hơn. Không, bóng ngoài sân. Bóng ngoài. Ngoài có lẽ là chỉ vài mm mà thôi. Điểm Ninh Bình 19-20. Một tình huống rất nhạy cảm. Nhưng tổ trọng tài đã đưa ra được một quyết định chính xác. Điểm dành cho Ninh Bình. Khôn ngoan của Nguyễn Thị Thủy. Polina vừa thả tin cho Nguyễn Thủy. Cả hai đã hợp nhau hơn rất nhiều so với đầu tiên phối hợp. Số 5 và số 5 trận đấu mở màn ở vòng 2 giải vô địch quốc gia năm nay. Polina Rahimova là một đối chuyển ở đẳng cấp thế giới và khả năng hòa nhập của cô cũng rất tốt trong màu áo của nhiều đội bóng khác nhau. Năm ngoái thì cô cũng càng chơi càng hay khi có sự phối hợp tốt hơn với chuyền hai của Thái Bình là Phạm Diệp. Darin, bóng chạm tay chắn và rơi bên phần sân của Hóa Chất Đức Giang Tươi Sáng. Hàng sau của đội bóng áo hồng đã không kịp bọc lót. Trận đấu mở màn của trận chung kết đang diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Lúc này thì khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm thôi. Cầu phát bóng của Nguyễn Thị Trinh. Đường chuyền dành cho Polina. Không thể ngăn cản cú đập bóng vừa rồi của Polina Rahimova. Tầm đánh quá cao của ngoại binh người Azerbaijan. Sau khi bóng
vượt qua các tay chắn thì hàng sau thực sự là rất khó để có thể phòng thủ với tốc độ bóng vừa rồi. Polina là vận động viên có chiều cao 1m98, bật đà 3m30 và bật chắn 3m05. Phòng thủ không thành công của libero Kim Liên. Kim Liên mùa giải năm nay có thời điểm đánh trong đội hình của đội 1 của tuyển quốc gia, có thời điểm đánh trong đội hình của đội 2. Hai cái tên thường xuyên có mặt trong đội hình đội 1 của tuyển quốc gia là Khánh Đan và Thanh Liên. Mình sử dụng nốt lượt hội ý của mình trong trận đấu này. Darin, nỗ lực phòng thủ thành công của, nhưng bóng không qua lưới. Vừa rồi thì tưởng như Polina Rahimova đã cứu được bóng trước những nỗ lực của các cô gái hóa chất Đức Giang tia sáng. Nhưng cú vớt bóng cuối cùng của ngoại binh người Azerbaijan, bóng đã không đi sang phần sân của Ninh Bình. 21-23. Đường chuyền sau đầu không được rồi. Nguyễn Thị Thủy đã thất thế trong tình huống tranh chấp trên lưới. Lê Thanh Thúy đã mạnh mẽ hơn ở tình huống tranh chấp vừa rồi và giúp cho Ninh Bình có thêm một điểm. Theo vào đó, Linh. Linh 4. Có vẻ như huấn luyện viên Van Aanholt sẽ sử dụng Nguyễn Thị Xuân trong ít phút nữa. Ngày hôm nay thì ở khán đài dành cho các quan chức, chúng ta thấy sự xuất hiện của ông Đào Hữu Duy Anh, là con trai của ông bầu Đào Hữu Huyền, tổng giám đốc của công ty hóa chất Đức Giang, đại diện cho nhà tài trợ. Giải đấu năm nay thì hóa chất Đức Giang chính là nhà tài trợ chính của giải vô địch quốc gia của chúng ta. Bích Tuyền, pha xử lý của Bích Thủy vẫn chưa có điểm. Bích Tuyền đã giúp cho Ninh Bình LP Bank có thêm một điểm nữa. Lúc này thì chúng ta đã thấy bên phía hóa chất Đức Giang tia sáng có rất nhiều sự điều chỉnh. Chuyền hai Tichaya đã vào sân. Và đương nhiên với sự có mặt của chuyền hai người Thái thì Polina được rút ra, cùng với đó là sự góp mặt của Nguyễn Thị Xuân. 23 đều. Pha bỏ nhỏ của Nguyễn Thị Xuân, cơ hội dành cho Bích Tuyền. Bích Tuyền đánh bóng ra ngoài. Điểm số rất quan trọng ở set 1. 24-23 và hóa chất Đức Giang tia sáng có set point. Đây là một sự thay đổi với hai cặp vận động viên ở vị trí chuyền 2 và đối chuyền. Polina trở lại ở thời khắc quyết định của set đấu mở màn để có thể giúp cho hóa chất Đức Giang tia sáng kết thúc set đấu này sau tình huống phát bóng.
Nếu như đội bóng áo hồng phòng thủ được thì gần như chắc chắn bóng sẽ được đưa tới vị trí của đối chuyền người Azerbaijan. Bóng trong sân, đó là điểm ace. Và tỷ số của set đấu thứ nhất đã được xác định 25-23 với phần thắng dành cho Hóa chất Đức Giang tia sáng. Chúng ta cùng xem lại tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của chuyền hai Nguyễn Thị Thủy. Lúc này thì ban huấn luyện của Ninh Bình dường như cũng đã định challenge. Đó chắc chắn sẽ là một khiếu nại không thành công. 25-23 là tỷ số của trận đấu mở màn của trận chung kết nữ tại giải vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2023. Lợi thế dành cho Hóa chất Đức Giang tia sáng trong trận đấu này. Quý khán giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục đến với set đấu thứ hai trận chung kết ở nội dung của nữ tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2023. Ở set 2 này thì các cô gái Ninh Bình là những người thi đấu ở phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Họ đang bị đối thủ dẫn trước sau khi thua với tỷ số 23-25 ở set 1. Có thể thấy là đội hình trên sân lúc này của hai đội bóng vẫn giữ nguyên như đội hình xuất phát trong trận đấu ngày hôm nay. Và đập bóng chéo sân của Bích Tuyền chưa có điểm. Darin. Và tấn công ở vị trí số 4. Và Ninh Bình nâng tỷ số lên 2-0. So với đội hình của Ninh Bình LP Bank thì Hóa chất Đức Giang tia sáng có nhiều lựa chọn để thay đổi chiến thuật hơn khi họ thuê hai ngoại binh ở mùa giải này, một bản hợp đồng kéo dài 5 năm với Tichaya và
một ngoại binh ký thời vụ như là Polina Rahimova. Nếu như chuyền hai người Thái có mặt trên sân thì lối đánh của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng sẽ có rất nhiều sự điều chỉnh. Trọng tài xác định vừa rồi là một đường bóng ngoài. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho Ninh Bình LP Bank. Polina, Polina vẫn chưa thể cắt điểm cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Cơ hội tấn công cho Ninh Bình, Darin. Phản tấn công hàng sau của Hồng Hạnh, và đó là tình huống block tốt của các cô gái Ninh Bình. Nhưng loạt bóng bền vẫn đang tiếp diễn. Darin, đây là Polina. Cuối cùng thì Hóa chất Đức Giang Tia Sáng cũng đã có được điểm đầu tiên trong set 2. Rất vất vả họ mới có được điểm số vừa rồi. Polina dường như vừa có thái độ không hài lòng với một yếu tố khách quan từ phía khán đài. Bích Tuyền, Bích Tuyền ngày hôm nay va chạm với một hàng chắn rất cao bên phía Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Hồng Hạnh, Hồng Hạnh đánh bóng có vẻ như là chưa qua lưới. Hàng chắn của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng thường có sự góp mặt của Polina, vận động viên cao 1m98, Lý Thị Luyến với chiều cao đăng ký là 1m90. Phụ công Bích Thủy cũng cao 1m84. Bích Tuyền, và đập bóng rất uy lực của đối chuyền mang áo số 10. Tỷ số được nâng lên 5-1 cho Ninh Bình LP Bank. Đó là pha tấn công trên chắn của Bích Tuyền. Darin phát bóng. Đó là cú đánh của Đinh Thị Thúy. Ninh Bình đang chơi tốt trong set đấu thứ hai này và tạo ra cách biệt 5 điểm với đối thủ của mình. Ở mùa giải năm nay chúng ta đã chứng kiến rất nhiều bất ngờ khi những đội bóng vô địch mùa giải trước đều đã sớm trở thành cựu vương. Với trường hợp của Ninh Bình đội nam và Golesinko Thái Bình ở nội dung của nữ, và trận chung kết ở nội dung nam và nữ đều là cuộc tái hiện giữa các đội bóng đã chạm trán với nhau ở trận chung kết Cúp Hùng Vương năm nay. Sanes Khánh Hòa đối đầu với Biên Phòng, còn Hóa chất Đức Giang Tia Sáng chạm trán với Ninh Bình ở trận chung kết Cúp Hùng Vương vừa qua. Thì Hóa chất Đức Giang Tia Sáng cũng là đội giành được chiến thắng trong set 1, và sau đó họ đánh bại Ninh Bình bằng tỷ số 3-1. Trong trận đấu với rất nhiều những ký ức không vui dành cho các cổ động viên của Ninh Bình LP Bank. Phát bóng của Darin. Polina chạm tay chắn và đi ra ngoài. 27. Ở mùa giải năm ngoái ở trận chung kết chạm trán với Golesinko Thái Bình, chất Đức Giang Tia Sáng đã thua với tỷ số 0-3. Năm nay thì họ là đội dẫn trước trong trận đấu chung kết. Chân chân tốt của Polina Rahimova. Chiều cao 1m98 là lợi thế quá lớn của ngoại binh người Azerbaijan. Đánh lao điều chỉnh thành công.
Đó là tình huống ghi điểm của Lê Thanh Thúy. Lê Thanh Thúy cũng là vận động viên lọt top 5 đề cử cho danh hiệu Hoa Khôi bóng chuyền mùa giải năm nay. Polina. Đây là Bích Tuyền. Pha gõ bóng lòng tay của Bích Tuyền. Đường chuyền không tốt khiến cho các cô gái Hóa Chất Đức Giang mất điểm. Polina, Bích Tuyền đã cứu được bóng. Vẫn còn Đinh Thị Thúy. Bích Tuyền, cú đập bóng rất mạnh của Bích Tuyền đã khiến cho libero của Hóa Chất Đức Giang tia sáng không thể phòng thủ. Đó là nỗ lực của Phạm Thị Khánh Lâm. Lực cổ tay của Bích Tuyền là quá tốt. Tỷ số bây giờ là 13. Bước 1 không tốt của Tú Linh. Và Ninh Bình LP Bank có thêm một điểm nữa. Các cô gái Hóa Chất Đức Giang tia sáng đang mất tinh thần. Trong khi đó thì tinh thần của Ninh Bình LP Bank đang lên cao khi đã tạo ra một khoảng cách lớn về mặt điểm số với đối thủ của mình trong set 2 này. Chúng ta cùng chờ đợi những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Van Achot. Yếu tố tâm lý là một vấn đề mà các cầu thủ cần phải vượt qua trong một trận đấu quan trọng như thế này, trận chung kết của giải đấu. Ba lần Hóa Chất Đức Giang tia sáng của ông bầu Đào Hữu Huyền đều đã dừng chân trước ngưỡng cửa của thiên đường khi thua trong trận đấu cuối cùng của giải đấu và chấp nhận ngôi vị Á quân. Vừa rồi thì trong 30 giây hội ý, chúng ta cũng thấy huấn luyện viên người Thái đã chia sẻ rằng các vận động viên của ông đang quá căng thẳng. Vấn đề tâm lý khiến cho họ xử lý bước một lỗi, dù những tình huống phát bóng của đối thủ là không quá khó. Quyết định khiếu nại được đưa ra sau đường bóng này. Bóng đã chạm tay chắn của Nguyễn Thị Trinh rồi. Đó sẽ là khiếu nại thành công của Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Góc máy rất tốt từ ống kính truyền hình và chúng ta cũng không cần nhờ tới công nghệ Video Challenge Eyes để khẳng định điều đó. Bạn đang theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Hóa Chất Đức Giang tia sáng và Ninh Bình LP Bank, trận chung kết của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa Chất Đức Giang năm 2023 ở nội dung của nữ. Trận đấu này đang được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh All Sport News cùng các nền tảng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Cùng thời điểm này, quý vị cũng có thể theo dõi những diễn biến trận chung kết nội dung của nam. Và kết thúc vừa rồi là của Hoàng Thị Hồng Ngát, chủ công sinh năm 1998. Một trong những sự thay đổi của vị trí chủ công của huấn luyện viên Van Achot thay thế cho vị trí của Hoàng Hồng Hạnh. Trận chung kết nam giữa Biên Phòng và Sanes Khánh Hòa đang được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh All Sport cũng như là các kênh fanpage, kênh YouTube và ứng dụng thể thao chuyên biệt On Plus của VTV Cup. Tình huống phát bóng không qua lưới của Polina Rahimova. Để có được sự góp mặt trong khoảng thời gian một tháng của Polina Rahimova, các đội bóng tại Việt Nam phải bỏ ra khoản tiền khoảng 50.000 đô la Mỹ cho những bản hợp đồng thời vụ như thế này. Nhưng chất lượng của Polina là thứ đã được đảm bảo. Đối chuyền người Azerbaijan được rút ra cho nghỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đội tấn công dành cho Ninh Bình. Đinh Thị Thúy. Trọng tài đã bắt lỗi lưới đối với các cô gái Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Sau thắng lợi ở set 1, không ai nghĩ rằng đội bóng áo hồng lại dễ dàng để tuột mất thế trận trong set 2 như thế này. Họ đang bị đối thủ bỏ cách tới 8 điểm. Đó là pha tấn công ở biên 4 của Đinh Thị Thúy. Nguyễn Thị Xuân. Tiếp tục là Đinh Thúy. Bích Tuyền. Bích Tuyền đập bóng rụng chặt. Thêm một điểm được ghi cho Ninh Bình LP Bank. Mười bốn năm. Pha tấn công tốt ở vị trí số 4 của Nguyễn Thị Xuân. Sau khi Polina được thay ra thì lối chơi của Hóa Chất Đức Giang tia sáng cũng có nhiều sự thay đổi. Tichaya là chuyền hai có kỹ năng phân phối bóng đa dạng. Và đội bóng áo hồng sẽ tận dụng được nhiều cầu công hơn. Hồng Ngát phát bóng ra ngoài giúp cho Ninh Bình có điểm thứ 15 trong set đấu này. Một trận đấu mà nhiều vị trí của Hóa Chất Đức Giang tia sáng vẫn đang gặp vấn đề về mặt tâm lý trong set đấu thứ hai. Tú Linh. Bích Tuyền. Và đánh bóng mặt chắn rất hay của Bích Tuyền. Không còn Polina ở trên sân thì Bích Tuyền cũng dễ thở hơn. Khi Hóa Chất Đức Giang tia sáng cũng không có được một hàng chắn cao lớn như thường lệ. Pha tấn công ở vị trí số 2. Nỗ lực cứu bóng tốt của Darin. Đưa bóng ra biên cho Tú Linh. Trọng tài mắc lỗi lưới rồi. Đó là tình huống mắc lỗi của Nguyễn Thị Trinh. 76. Đúng là cánh tay của Trinh Nguyễn đã chạm lưới. Cú đánh một chân sau đầu của Nguyễn Thị Trinh vẫn chưa có điểm cho Ninh Bình. Tú Linh. Đưa bóng cho Darin. Nguyễn Thị Xuân đã mất phương hướng sau khi bóng chạm tay chắn. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ lên tới 10 điểm. Với lợi thế lớn dành cho Ninh Bình LP Bank. Ngoài bên người Thái, Tichaya cũng thi đấu rất lăn xả trong đường bóng vừa rồi nhưng vẫn không thể cứu được trái bóng. Lại là bước một không tốt của Hóa Chất Đức Giang tia sáng. 18-7. Ninh Bình liên tục lên điểm. Tình huống phát bóng ở tầm rất khó chịu của Nguyễn Thị Trinh. Nguyễn Thị Xuân. Và kẻ biên thành công của cầu thủ áo xoa cái bạn. Bích Tuyền hàng sau. Pha vào đà rất dũng mãnh của Bích Tuyền. Nhưng trọng tài xác định đó là một đường bóng ngoài. Và huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã quyết định đưa ra khiếu nại. Khiếu
đại Bôn in out, xác định được bóng trong hay ngoài nhưng ở góc quay vừa rồi. Với điểm dừng của trái bóng thì chúng ta có cảm giác bóng đã ngoài sân mất rồi. Đúng là bóng đã đi ra ngoài. Khiếu nại không thành công của Ninh Bình LP Bank. Và thêm một điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Darin đánh hai chuyền tốt của Tichaya giúp cho đội bóng áo hồng ghi thêm một điểm nữa. Bóng đá trúng mặt của Minh Tuyền và các cô gái áo vàng đã không kịp phản xạ. Mười tám, khoảng cách vẫn đang là 8 điểm. Pha phối đánh nhanh đã bị bắt bài của Ninh Bình LP Bank. Tình huống chặt bóng tốt giúp cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng tiếp tục rút ngắn cách biệt. 11-18. Vũ Linh và Bích Thủy đã có một tình huống bám chắn hay để ngăn chặn pha tấn công nhanh của đối thủ. Trước đây ông đã nhiều lần dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Nhiều lần giúp đội bóng nữ của chúng ta không ở vị trí á quân tại SEA Games. Ông bắt đầu tới với Ninh Bình đội bóng nữ vào năm 2021. Đội bóng này thì tiền thân là đội bóng truyền hình Vĩnh Long. Và tấn công ghi điểm của Bích Tuyền, một cú đập mà Bích Tuyền cũng đã có phần may mắn. Bóng đã leo lưới khiến cho hàng thủ của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đã có những phán đoán sai. Bóng ngắn và Nguyễn Thị Xuân đã không thể phòng thủ. 19-11. Darin, Tú Linh, hai tình huống đánh biên thu liên tiếp của hai đội. Tú Linh đánh bóng chạm tay chắn. 12-19. Bóng đá chạm tay của Lê Thanh Thúy trước khi đi ra ngoài sân. Đường chuyền sau đầu, Darin. Ngay sau đó thì các cô gái Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đã có một pha vượt đánh nhanh thành công. Người ghi điểm là Bích Thủy. Đường Kim Á Quân đang nỗ lực ghi từng điểm một để rút ngắn cách biệt. Sự góp mặt trên sân của Tichaya giúp các đường bóng của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng ổn định hơn và tấn công cũng đa dạng hơn. Lại là một pha phối hợp đánh nhanh nữa của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Ninh Bình đã phải rất vất vả để phòng thủ và sau đó thì Tichaya có một pha xử lý đẳng cấp. Chuyền hai người Thái đã có một cú đánh hai chuyền ghi điểm. Mạch lên điểm liên tiếp dành cho các cô gái áo hồng. Pha xử lý quá tinh tế của Tichaya Bullet. Nhưng cuối cùng thì Ninh Bình cũng cắt được mạch lên điểm của đối thủ với tình huống tấn công bạt chắn của Bích Tuyền. Vẫn phải là Bích Tuyền mới có thể cắt điểm cho các cô gái Ninh Bình LP Bank.
Đường chuyền sau đầu. Pha xử lý có điểm của Bích Thủy. Đường chuyền bóng của Tichaya rất biến ảo. Bích Thủy cũng có một pha xử lý tinh tế. Tichaya, chuyền hai sinh năm 1997, cũng đã từng góp mặt trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan và giành huy chương vàng SEA Games năm 2017. Và tấn công hàng sau của Tú Linh. Đinh Thúy. Đây là Bích Tuyền. Bóng đã chạm sàn rồi. Đó là tình huống xử lý của Nguyễn Thị Xuân. Hai chiều cảm xúc liên tục thay đổi của vận động viên hai đội. Lúc này thì tinh thần của các cô gái hóa chất Đức Giang tươi sáng đang đi lên, mặc dù họ vẫn đang bị đối thủ dẫn điểm. Bích Tuyền. Bích Tuyền đập bóng rất mạnh. Bóng bật chắn và đi ra ngoài khá xa, băng tới tận gần vị trí của băng ghế dự bị bên phía hóa chất Đức Giang tia sáng. Hai mươi một mười sáu. Pha tấn công là của Nguyễn Thị Xuân. Không được. Cơ hội dành cho Tú Linh. Bích Tuyền gõ bóng trong sân. Pha xử lý đầy bất ngờ của đối chuyền mặc áo số 10. 22-16 dành cho Ninh Bình LP Bank. Hóa chất Nam Sơn chưa lần bóng trong khoảng. Lần khiếu nại này của hóa chất Đức Giang tia sáng thì chắc chắn không thành công rồi. Chúng ta đang có rất nhiều những góc quay tốt từ phía các cameraman, không cần tới công nghệ video challenge cũng có thể xác định được đường bóng. Cú đập bóng của Hồng Ngát và trọng tài xác định điểm dành cho hóa chất Đức Giang tia sáng. 17-22. Lực chặn bóng không thành công của Bích Tuyền và Nguyễn Thị Trịnh. Bóng ngoài. Điểm cho Ninh Bình LP Bank, nhưng các cô gái hóa chất Đức Giang tia sáng thì không tin đó là một đường bóng ngoài. Họ vẫn đang tự tin đó sẽ là một điểm ace của Tichaya. Có vẻ như bóng dính vạch rồi. Như vậy là bóng trong sân. Điểm nữa được ghi dành cho hóa chất Đức Giang tia sáng và khoảng cách giữa hai đội lúc này là 4 điểm. Đường chuyền sau đầu, Nguyễn Thị Trinh. Bóng không chạm chắn. Và thêm một điểm nữa được ghi dành cho hóa chất Đức Giang tia sáng. Đội mình vẫn đang có lợi thế 3 điểm, nhưng họ cần phải sốc lại tinh thần. Chuyển sau đầu của Hoài My cho Nguyễn Thị Trinh. Bóng ở tầm thấp và tốc độ bóng khá nhanh. Thị Trinh đã hoàn thành bóng ra ngoài sân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau khi Polina rời sân thì Lý Thị Luyến đang là cầu thủ cao nhất trên sân. Bên phía có chất đứng dạng tia sáng và các cô gái áo hồng vừa ghi thêm một điểm nữa. Sau tình huống chắn bóng thành công, chiếc cú đập của Bích Tuyền và chắn đôi của Hồng Ngát và Lý Thị Luyến. Với chiều cao đăng ký là 1m90, Lý Thị Luyến có khả năng bật đà 3m08 và bật chắn 2m98. Cũng là vận động viên có sức bật tốt nhất trong đội hình của Hóa chất Đức Giang tia sáng. Đương nhiên là chúng ta chưa tính ngoại binh Polina Rahimova. Một điểm nữa dành cho Ninh Bình và họ nâng tỷ số lên 23-20. Ninh Bình cách xét thắng đầu tiên của mình trong trận chung kết 2 điểm nữa. Cầu phát bóng của Bích Tuyền. Nguyễn Thị Xuân. Thị Xuân đập bóng chéo sân rất tốt. Nhưng không đánh bóng trúng người của Đinh Thị Thúy. 21-23. Nếu như Hóa chất Đức Giang tia sáng có thể lần đầu tiên lên ngôi vô địch ở giải vô địch quốc gia thì chắc chắn họ sẽ nhận những phần thưởng rất lớn từ ông bầu của mình. Bên ngoài sân thì Polina vẫn đang chia sẻ thêm những yếu tố chuyên môn cùng với chuyền hai Nguyễn Thị Thủy. Đánh bóng ra ngoài nhưng trọng tài xác định điểm dành cho các cô gái Hóa chất Đức Giang tia sáng. Trọng tài một xác định đó là tình huống bóng đã chạm chắn. Điều này sẽ được đưa ra từ phía Ninh Bình LP Bank. Có cảm giác bóng hơi chạm đầu ngón tay của Đinh Thị Thúy rồi. Sẽ là ngón trỏ bên tay phải của Đinh Thúy. Chúng ta cùng chờ đợi một góc máy cận tốt hơn. Nhưng rất nhiều khả năng đó sẽ là khiếu nại không thành công của Ninh Bình LP Bank. Nếu điều đó xảy ra thì khoảng cách giữa hai đội trong xét đấu thứ hai này thực sự sẽ khiến cho chúng ta rất hồi hộp với những diễn biến của xét đấu. Như vậy là công nghệ Video Challenge xác định rằng bóng không chạm chắn trong sự thất vọng của các cổ động viên áo đỏ. Không phải là 22-23, thay vào đó là 24-21. Set point dành cho Ninh Bình LP Bank. Tình huống phát bóng của Đinh Thị Thúy. Tấn công ở vị trí số 2. Thêm một cú đập rất mạnh của Nguyễn Thị Xuân nhưng vẫn chưa có điểm cho Hóa chất Đức Giang tia sáng. Cơ hội để cho Ninh Bình kết thúc xét đấu này. Và như vậy là đã có điểm quyết định sau lỗi hai chạm của các cô gái áo hồng. Chiến thắng 25-21 dành cho Bích Tuyền và các đồng đội giúp cho trận chung kết của chúng ta ít nhất sẽ có 4 xét đấu. Mỗi đội đã giành chiến thắng trong một xét. 25-23 là thắng lợi của Hóa chất Đức Giang tia sáng, còn Ninh Bình thì có chiến thắng 25-21 trong xét đấu thứ hai. Một xét đấu mà họ đã liên tục dẫn điểm và tạo ra một cách biệt lớn ngay từ thời điểm đầu trận. Những điều chỉnh của huấn luyện viên Vanachot khi rút Polina ra sân, thay vào đó là chuyền hai Tichaya, phần nào giúp cho Hóa chất Đức Giang tia sáng giành lại thế trận và dần rút ngắn cách biệt. Nhưng điều đó là không đủ để họ có thể lội ngược dòng trong xét đấu thứ hai này.
Thân mến, xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại với những hình ảnh được tường thuật trực tiếp từ nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam, nơi đang diễn ra những diễn biến cuối cùng tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hòa Chất Đức Giang năm 2023. Trận chung kết ở nội dung của nữ giữa Ninh Bình LP Bank và Hòa Chất Đức Giang Tia Sáng. Mỗi đội đã thắng một set và bây giờ chúng ta chuẩn bị đến với set đấu thứ ba. Set đấu mà đội thắng ở set 2 là Ninh Bình LP Bank đang thi đấu ở phần sân bên tay trái màn hình của chúng ta. Phần sân A. Trận đấu này thì huấn luyện viên người Thái Vanachot vẫn quyết định cất Polina ở ngoài sân để sử dụng truyền hai Tichaya, người sẽ phát bóng để bắt đầu cho trận đấu này. Bích Tuyền đánh bạt chắn từ vị trí số 4 của đối chuyền mang áo số 10. 1-0 dành cho Ninh Bình LP Bank. Và cứu bóng thành công của các cô gái áo vàng, nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Đường chuyền sau đầu Bích Tuyền, Tichaya phòng thủ được. Tú Linh, và đánh bóng hơi với của Lê Thanh Thúy, nhưng nó vô tình trở thành một đường bóng khó cho hàng thủ của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Bóng sau khi vượt qua các tay chắn thì hàng thủ phía sau của đội bóng áo hồng cũng không thể bọc lót. 2-0 dành cho Ninh Bình LP Bank. Bích Tuyền tiếp tục là một tình huống đánh bóng bạt chắn nữa của Bích Tuyền. So với set 1 khi còn Polina ở trên sân thì hai set đấu sau đó Bích Tuyền đã dễ dàng ghi điểm hơn nhiều. Với thể hình tốt của Polina, cô cũng trở thành một chướng ngại vật rất khó chịu đối với các tay đập của Ninh Bình. Rồi là một pha kết thúc rất gọn gàng giúp cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng có điểm đầu tiên trong set đấu này. Và phối hợp tấn công ở vị trí số 3. Khi Tichaya ở trên sân thì những miếng đánh phụ công của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng có thể phát huy được sức mạnh của mình. Đây cũng chính là đội hình đã giúp họ đánh bại Ninh Bình ở chung kết Cúp Hùng Vương vừa qua. Và cũng với Tichaya khi đó chưa có Polina thì Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng đã giành được chức vô địch Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023. Và xử lý lỗi của Hồng Ngát. 5-1 dành cho Ninh Bình LP Bank. Hồng Ngát đã cảm giác sai về vạch biên của sân. Ok đó, đá, phát, từ từ nó càng lên rồi đi. Phát càng lên nhé.
Nếu tiếp tục để mất điểm thì rất có thể huấn luyện viên Vanachuk sẽ đưa Polina trở lại sân và lại thay hai cặp vận động viên bên phía Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Đường chuyền sau đầu, pha xử lý hơi lưỡng lự của Nguyễn Thị Xuân trước một cú đập mạnh hay một pha bỏ nhỏ. Và sau cùng cú chạm bóng này của Nguyễn Thị Xuân đã không đưa bóng đi qua lưới. Đúng như chúng tôi dự đoán, Polina trở lại cùng với Nguyễn Thị Thủy. Polina, bóng rơi trong sân, bên phần sân của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Đội thắng trong trận đấu này sẽ đại diện cho bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự sân chơi vô địch các câu lạc bộ châu Á vào năm sau. Năm ngoái thì Glesico Thái Bình là đội giành suất đó, nhưng lực lượng không đủ dày dặn nên đội bóng quê lúa đã nhường lại suất cho Sport Center One. Thực tế thì với việc là nước chủ nhà, chúng ta hoàn toàn có thể có hai đội bóng tham dự ở giải đấu năm nay, nhưng Thái Bình với lực lượng không đủ dày đã quyết định không tham dự. Các cổ động viên đang rất chờ đợi Ninh Bình và Hóa chất Đức Giang Tia Sáng năm sau sẽ tranh tài ở sân chơi châu Á như thế nào. Và tấn công tốt ở vị trí số 2 của Bích Tuyền. Thêm một điểm nữa được ghi dành cho Ninh Bình LP Bank. Kể từ năm 2004 cho tới nay thì lần đầu tiên trận chung kết ở nội dung của nữ tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia, chúng ta không thấy xuất hiện những cái tên quen thuộc như Binh chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước, VTV Bình Điền Long An, Thái Bình hay là Ngân hàng Công Thương. 19 mùa giải đã qua với 12 chiếc vô địch dành cho Thông tin, 4 lần Long An lên ngôi. Thái Bình có 2 lần đăng quang cách nhau 15 năm và một chiếc vô địch dành cho Ngân hàng Công Thương. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đón chào một nhà vô địch mới, một tân vương ở sân chơi hàng đầu của bóng chuyền quốc nội. Tinh thần của các cô gái Thái Bình đang lên rất cao sau chiến thắng ở set 2 và cũng đang liên tục dẫn điểm ở set đấu thứ 3 này. Polina. Polina đánh bóng rụng chắn. 39. Đánh lao không thành công của Nguyễn Thị Trinh. Chính xác hơn thì đó là một pha phối hợp đánh nhanh giữa Trinh Nguyễn và Hoài My. Tình huống phát bóng tấn công của Polina. Giám biên xác định bóng ngoài và trọng tài số 1 cũng đưa ra quyết định đó là một đường bóng ngoài. Cử chỉ của Polina cho thấy cô cũng biết rằng bóng cũng ngoài một chút thôi. Quyết định không khiếu nại với những gợi ý từ Polina. Bích Thủy đã đưa bóng ra ngoài sân. Cách biệt đang tiếp tục được nới rộng cho Ninh Bình LP Bank. Polina. Đường bóng vẫn tiếp tục nhưng huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã đưa ra khiếu nại. Ông cho rằng tình huống đánh bóng của Polina Rahimova bóng chưa qua lưới và cũng không chạm chắn.
Chuyền hai Hoài My đang thể hiện sự quyết tâm cao độ trong trận chung kết này. Cô là người đánh chính kể từ đầu trận đấu cho tới giờ. Bóng có chạm trán rồi. Như vậy là khiếu nại không thành công của Ninh Bình LP Bank. Mất điểm ở tình huống vừa rồi và cũng mất đi một lượt khiếu nại sai trong trận đấu thứ ba. Mỗi trận đấu thì mỗi đội bóng sẽ có được hai lượt khiếu nại sai. Nguyễn Thị Trinh đánh một chân sau đầu của chị Nguyễn đã bị bắt bài bởi Tú Linh, người đồng đội ở trên tuyển. Nhiều vị trí trong đội hình của đội tuyển quốc gia của chúng ta sau một mùa giải với quá nhiều giải đấu, khi trở về câu lạc bộ thi đấu thì cũng đã không duy trì được phong độ cao nhất của mình. Năm nay thì Nguyễn Thị Trinh và Trần Tú Linh đã thi đấu ở rất nhiều những giải đấu các cấp độ khác nhau. Tú Linh, đường chuyền dành cho Darin. Darin đánh bóng tầm cao và trọng tài số 1 xác định bóng ngoài mà không chạm trán. Thêm một khiếu nại nữa được đưa ra bởi ban huấn luyện Ninh Bình. Có chạm tay chắn. Chính xác là bóng đã chạm chắn và lần này Ninh Bình khiếu nại thành công. Cú đánh ở biên 4 ghi điểm của Trần Tú Linh. Hôm nay thì Tú Linh, Bích Thủy, Lý Luyến, Nguyễn Thị Trinh cùng nhau chinh chiến ở nhiều mặt trận từ giải vô địch các câu lạc bộ châu Á tại Vĩnh Phúc hồi cuối tháng 4 với chiếc vô địch dành cho Sport Center One. Sau đó thì chúng ta tiếp tục một hành trình dài với SEA Games 32, AVC Challenge Cup, FIVB Challenger Cup ở Pháp, rồi hai trận đấu ở CV League, giải vô địch châu Á và cả sân chơi ASEAN nữa, nơi mà chúng ta đã thiết lập nên một cột mốc lịch sử mới với vị trí thứ 4. Lần đầu tiên chúng ta góp mặt ở bán kết của một kỳ ASEAN. Và phía trước của Tú Linh cũng như những người đồng đội của mình ở đội tuyển quốc gia sẽ là giải vô địch các câu lạc bộ thế giới tổ chức vào tháng 12 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Sẽ là giải đấu cuối cùng khép lại một mùa giải bận rộn, rất nhiều thành công, rất nhiều niềm vui cho những người yêu mến bóng chuyền Việt Nam. Chúng ta xác định tới đó để hít thở không khí của một sân chơi tầm cỡ thế giới, chạm trán với những câu lạc bộ mạnh nhất thế giới. Kết quả không phải là điều quá quan trọng, quan trọng là trải nghiệm dành cho các vận động viên để họ có thể tiếp tục nâng cao trình độ của mình. Trở lại với trận đấu giữa Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và Ninh Bình, xét 3 này tỷ số đang là 8-13. Và xử lý chuyền hai lỗi của Hoài My. Chúng ta xác định có lỗi tấn công hàng sau của các cô gái Ninh Bình LP Bank. Polina Rahimova đã tỏ ra rất vui sau điểm số vừa rồi. 9-13. Bích Tuyền, điểm dành cho Ninh Bình LP Bank. Với việc được thi đấu kể từ đầu trận đấu cho tới giờ thì Bích Tuyền đương nhiên là đang ghi được nhiều điểm hơn so với Polina Rahimova. Ngày hôm nay thì Bích Tuyền cũng xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm để cắt điểm cho các cô gái Ninh Bình. Và trước thời cơ không thành công của Lê Thanh Thúy, rất đáng tiếc cho các cô gái Ninh Bình LP Bank. Sau tình huống bắt được một lỗi của Hồng Ngát thì thời cơ đã mở ra, nhưng phụ công của Ninh Bình đã không thể tận dụng được cơ hội đó. 10-14.
Và phối hợp đánh lao thành công. Ngay sau tình huống mắc lỗi thì Thanh Thùy đã lập công chuộc tội. Hồng Ngát không thể vượt qua được hai tay chắn là Bích Tuyền và Nguyễn Thị Trinh. Nét mặt rất đăm chiêu của huấn viên Vanachot, người vẫn đang miệt mài tìm chiếc vô địch đầu tiên cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Một đội bóng có tiềm lực tài chính rất mạnh mẽ. Mùa giải năm nay họ tiếp tục thể hiện khát vọng lớn của mình bằng việc chiêu mộ Polina Rahimova. Nông Thủy Anh, phụ công áo số 21 đã xuất hiện trên sân. Và chớp thời cơ của Bích Thủy. Sau tình huống phòng thủ bước 1 không tốt của Ninh Bình, thì phụ công áo số 9 đã ghi điểm. 12-16. Nhưng ở đường bóng vừa rồi thì Nông Thủy Anh lại phát bóng ra ngoài. Nông Thủy Anh là phụ công sinh năm 2004. Cầu thủ này năm nay mới 19 tuổi. Đường chuyền hơi chậm của Hoài My. Và hàng chắn của Hóa Chất Đức Giang tia sáng đã dễ dàng bắt bài cú đập của Đinh Thị Thúy. Đây cũng không phải là một đường bóng thuận lợi cho Đinh Thúy khi bóng hơi giãn biên. Polina. Trọng tài xác định điểm dành cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Và Ninh Bình đưa ra khiếu nại. Trước đó thì Polina nghĩ rằng trọng tài cho điểm Ninh Bình. Cũng đã ra dấu để cho ban huấn luyện của Hóa Chất Đức Giang tia sáng có thể khiếu nại. Có vẻ như sau khi bóng bật lưới đã đập vào cẳng tay của Đinh Thị Thúy. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những hình ảnh từ các góc máy của công nghệ Video Challenge Ice. Công nghệ này lần đầu tiên được áp dụng ở sân chơi vô địch quốc gia vào năm ngoái. Và đó thực sự là một công nghệ hữu ích và cần thiết đối với các trọng tài. Để các tình huống bóng cạnh và nhạy cảm sẽ được phân định một cách rõ rệt, mang tới yếu tố công bằng hơn cho các trận đấu của chúng ta. Tiếp tục là cầu phát bóng của Polina. Và vẫn sẽ là pha phát bóng tấn công của đối chuyền người Azerbaijan. Polina phát bóng ngoài sân. Đổi vào điểm cho Ninh Bình LP Bank. 18-14. Hàng sau của Tú Linh. Tú Linh tấn công tốt từ vay sau vạch 3m. 15-18. Tú Linh là vận động viên có lối chơi rất máu lửa. Nhưng thể lực của chủ công này cũng đã sa sút nhiều sau một hành trình dài mùa giải năm nay. Thành công của Darin. Quả
khoảng cách giữa hai đội bây giờ là 2 điểm. Ban huấn luyện của Ninh Bình đã quyết định gọi hội ý rồi. Tuyền đang bị xoay xuống cầu dưới thì có lẽ lúc này để cắt điểm. Các cô gái Ninh Bình cần một tình huống tấn công từ hàng sau. Darin được chuyển bóng quá sát lưới của Hoài My và khoảng cách giữa hai đội bây giờ là 1 điểm, 17-18. Vẫn đang là cầu phát bóng của Hồng Ngát. Bích Tuyên đập bóng rất mạnh từ sau vạch 3 mét. Chúng tôi cũng đã dự đoán đúng, cần một tình huống tấn công từ hàng sau thì Ninh Bình mới có thể cắt được mạch lên điểm ở thời điểm này. Bóng đã sượt tay của libero bên phía Hóa Chất Đức Giang tia sáng trước khi đi ra ngoài sân. Thêm một pha xử lý hay nữa của chuyền hai Hóa Chất Đức Giang tia sáng, lần này là Nguyễn Thị Thủy. Bóng chuyền hiện đại cũng có rất nhiều chuyền hai sử dụng tay trái để họ có thể thuận lợi hơn với những tình huống đánh hai chuyền như vừa rồi. Không thắng được các tay chắn của Darin. Số được sao vàng 19 đều. Trận đấu bản lề của trận chung kết đang diễn ra rất căng thẳng. Lợi thế dẫn điểm của Ninh Bình giờ đây không còn nữa. Bích Tuyền bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Cũng là một pha tấn công mang tới nhiều sự lo lắng cho các cổ động viên Ninh Bình sau khi bóng đập tay chắn của Tú Linh. Hai mươi 19 nghiêng về phía Ninh Bình LP Bank. Lần này thì quyết định đánh hai chuyền của Nguyễn Thị Thủy đã không hợp lý. Chuyền hai của Hóa Chất Đức Giang tia sáng đã bị đối thủ bắt bài. Sau tình huống mất điểm vừa rồi thì ban huấn luyện của Hóa Chất Đức Giang tia sáng đã quyết định challenge net foul, lỗi chạm lưới của Ninh Bình. Với sân chơi vô địch quốc gia của chúng ta thì sẽ có 5 loại khiếu nại khác nhau. Với net foul, lỗi chạm lưới, ball in out, bóng trong ngoài, block touch, chắn bóng chạm tay, foot foul, lỗi dẫm vạch và antenna touch là những tình huống đánh chạm cột anten. Bây giờ thì các cô gái Hóa Chất Đức Giang tia sáng đang hy vọng Ninh Bình mắc lỗi lưới ở tình huống đánh hai chuyền của Nguyễn Thị Thủy.
Có lỗi rồi. Nhưng ai là người chạm lưới trước mới là vấn đề. Góc quay vừa rồi cũng cho thấy nỗ lực của Nguyễn Thị Thủy đã khiến cho chuyền hai này chạm tay vào lưới. Và đó là tình huống chạm lưới trước của chuyền hai bên phía Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Tình huống khiếu nại không thành công của đội bóng áo hồng. Bây giờ là cầu phát bóng của Hoài My. Molina. Và đánh y tốt của đối chuyền người Azerbaijan. Chắn rất hay của Polina Rahimova khi mà Darin đã không có được một pha bám chắn kín kẽ ở biên vừa rồi. 20-21. Bích. Đó là cú đập bóng của Bích Tuyền. Lần này thì đã có lỗi lưới của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. 22-20. Lợi thế 2 điểm dành cho Ninh Bình LP Bank. Darin. Polina. Tấn công tốt ở vị trí số 4 của Polina Rahimova. 21-22. Đưa bóng cho Đinh Thị Thúy. Đinh Thị Thúy đập bóng rất mạnh vào vị trí của libero bên phía Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Và sau đó thì các cô gái áo hồng đã phản công thành công với tình huống xử lý tốt của Polina Rahimova. 22-22. Đối với tính chất của một trận chung kết quá căng thẳng, kịch tính và vô cùng hấp dẫn, hai đội bám đuổi nhau từng điểm một khi mà xét đấu bản lề đang bước vào những điểm số cuối. Polina chắn bóng tốt. Tiếp tục là Polina. Pha xử lý rất khó chịu của Polina Rahimova. Tiếp tục là cơ hội dành cho các cô gái áo hồng. Polina. Tình huống tấn công thứ 3 liên tiếp của đối trận này vẫn chưa giúp cho Hóa Chất Đức Giang có điểm. Và ngay sau đó thì họ lại còn mắc lỗi lưới. 23-22. Lê Thanh Thúy và Bích Tuyền đã liên tục có những tình huống bám chắn rất rát để ngăn chặn mũi công lợi hại nhất bên phía Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng là Polina Rahimova. Sau đó thì đội bóng áo vàng lại mất điểm một cách đáng tiếc. Tình phạt bóng không qua lưới của Lê Thanh Thúy. 23-23. Một điểm rất nhạy cảm và nhiều vận động viên của chúng ta cũng sẽ bị dao động về mặt tâm lý. Nông Thùy Anh phát bóng. Bích Tuyền. Pha tấn công bóng trong sân. Bóng đi đúng vào góc sân. Một tình huống tấn công quá hiểm hóc của đối chuyền Bích Tuyền. 24-23 và set point dành cho các cô gái Ninh Bình LP Bank. Cầu phát bóng của Bích Tuyền. Cơ hội ghi điểm quyết định ở set đấu này cho Nguyễn Thị Trinh vẫn chưa được. Polina cứu thành công một set point với cú đánh chéo gắt ở vị trí số 2. Đó là đẳng cấp của Polina Rahimova. 24-24. Loại bỏ tất cả hàng thủ của Ninh Bình LP Bank với cú đánh này.
Chúng ta cùng chờ đợi pha phát bóng tấn công của Polina. Cô đã quyết định phát bóng an toàn rồi. Đinh Thị Thúy, bóng rơi ngoài sân và set point lần thứ hai thuộc về Ninh Bình. 25-24. Bóng đã chạm tay chắn của Bích Thủy. Ông bầu Đào Hữu Huyền là một ông bầu rất đam mê và tâm huyết với môn bóng chuyền. Cú đập bóng rất mạnh của Bích Tuyền và set đấu thứ ba đã khép lại với phần thắng dành cho Ninh Bình LP Bank. 26-24 là tỷ số của set đấu này. Và một lần nữa, Ninh Bình lại có được lợi thế. Họ đang tạo nên một cuộc lội ngược dòng trước Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Thắng 25-21 ở set 2 và tiếp tục giành chiến thắng 26-24 ở set đấu thứ 3 để tiến trước một bước trong trận chung kết tại giải vô địch quốc gia năm nay. 2-1 nghiêng về phía Ninh Bình LP Bank. Quý khán giả thân mến, chúng ta đang trở lại với bầu không khí tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam, ở khu vực khán đài của các cổ động viên áo đỏ, những người cổ vũ cho đội bóng Hóa chất Đức Giang Tia Sáng lúc này đang hơi yên ắng. Cũng dễ hiểu bởi ở thời điểm hiện tại thì Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đang bị Ninh Bình LP Bank dẫn trước với tỷ số 2-1. Đây thực sự là một thử thách khó và một bài toán chưa tìm ra lời giải cho huấn luyện viên Vanachot. Ông đã thử nhiều phương án khác nhau, giúp Polina ra, đưa chuyền hai Tichaya vào sân. Và phương án Polina ở trên sân trong hai set đấu gần đây, nhưng chưa thể vượt qua được Bích Tuyền và các đồng đội. Ở set đấu thứ tư này thì Polina xuất hiện trong đội hình xuất phát của đội bóng áo hồng, cùng với Tú Linh, Hồng Ngát, Nguyễn Thị Thủy và phụ công Bích Thủy. Người còn lại là libero Phạm Thị Khánh Lâm. Polina, bóng lọt chặt và điểm được mở cho các cô gái Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Với việc Ninh Bình LP Bank đã có chiến thắng ở set 3 thì chắc chắn tỷ số ở trận chung kết Cúp Hùng Vương năm nay sẽ không thể lặp lại. Bích Tuyền, pha đập bóng rất mạnh của Bích Tuyền. Chúng ta cùng xem lại tình huống đánh y của đối chuyền mang áo số 10.
đối mặt với một hàng chắn cao lớn là Polina và Bích Thủy. Nhưng Bích Tuyền vẫn tìm ra một khe hẹp để đánh y thành công. Polina nỗ lực cứu bóng rất đáng khen ngợi của Kim Liên. Hàng sau Tú Linh. Tú Linh đã giúp cho Hóa chất Đức Giang tia sáng nâng tỷ số lên 2-1. Ngày hôm nay Tú Linh có thể thi đấu không hiệu quả với những pha tấn công ở biên 4, nhưng đang có khá nhiều những tình huống tấn công hàng sau ấn tượng. Pha phối hợp đánh nhanh rất hay của các cô gái Ninh Bình. Người kết thúc là Lê Thanh Thúy. Hai đều. Pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Lê Thanh Thúy. Điểm ace dành cho phụ công mặc áo số 8. Ở giải đấu năm nay thì Lê Thanh Thúy góp mặt cùng với 4 vận động viên nữ khác trong danh sách bình chọn Hoa Khôi bóng chuyền năm 2023. Pha tấn công tốt của Bích Tuyền, tỷ số được nâng lên 4-2 cho đội bóng áo vàng. Góp mặt trong danh sách rút gọn 5 người là Lê Thanh Thúy của Ninh Bình, Kim Thanh của Long An, Bích Thủy của Hóa chất Đức Giang tia sáng, Kiều Trinh của Binh chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước và Như Quỳnh của Quảng Ninh. Trong đó thì Lê Thanh Thúy và Kim Thanh là hai vận động viên được lựa chọn bởi hội đồng bình chọn của ban tổ chức. Ba cái tên còn lại là top 3 vận động viên được yêu mến nhất từ phía các cổ động viên bình chọn trên mạng xã hội. Đó là pha đập bóng của Bích Tuyền. Bóng chạm tay chắn và văng đi rất xa. Tình huống phối hợp đánh bóng chiến thuật của các cô gái Ninh Bình LP Bank. Hồng Ngát nỗ lực cứu bóng tốt của Kim Liên. Bích Tuyền, bóng vẫn trong cuộc. Và đó là pha kết thúc của Đinh Thị Thúy. 6-3 dành cho Ninh Bình LP Bank. Nét mặt đăm chiêu của Bầu Huyền khi một lần nữa trong trận chung kết đội bóng của ông lại ở vào thế bất lợi. Trong lịch sử của bóng chuyền Việt Nam cũng đã có thời điểm một đội bóng 3 lần liên tiếp kết thúc ở vị trí Á quân ở giải vô địch quốc gia. Đó là trường hợp của Thông Tin vào các năm 2016 đến năm 2018, nhưng chưa có đội bóng nào 4 năm liên tiếp dừng chân ở vị trí thứ hai. Muốn tránh được điều đó thì Hóa chất Đức Giang tia sáng cần phải vượt qua được thử thách này. Nhiệm vụ phía trước của họ là phải chiến thắng ở set này và kéo đối thủ vào set 5 quyết định. Nhưng ở set đấu thứ tư này thì Ninh Bình vẫn đang là đội có lợi thế về mặt điểm số.
Bích Tuyền sẽ là người phát bóng. Tỷ số đang là 6-4 nghiêng về phía đội bóng áo vàng. Bích Tuyền đã không kịp phản xạ với đường bóng vừa rồi. Đổi vào điểm cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Bây giờ người phát bóng là Hồng Ngát, đội trưởng của đội bóng áo hồng. Polina. Polina cũng đã có dấu hiệu xuống sức. Tình huống đánh bóng không qua lưới của đối chuyền người Azerbaijan. Tám bốn cho Ninh Bình LP Bank. Pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Đinh Thị Thúy. Tình huống phát bóng bay rất khó chịu của Đinh Thúy, giúp cho Ninh Bình có thêm một điểm nữa. Tỷ số bây giờ là 9-4. Tú Linh. Tú Linh kẻ biên thành công. Tình huống đập bóng rất chính xác của chủ công áo số 7. Bích Tuyền hàng sau. Bóng bạt chắn. Lực cổ tay của Bích Tuyền là rất mạnh mẽ. Và sau khi bóng chạm tay chắn thì thường bật đi rất xa. Hoài My và Bích Tuyền thường có những tình huống phối hợp rất ăn ý. Người ta thường nói rằng Hoài My nhắm mắt cũng có thể tìm thấy Bích Tuyền trong những đường chuyền của mình. Đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chuyền hai mang áo số 7 đã được thi đấu kể từ đầu trận đấu cho tới giờ. Thay vì Vi Thị Yến Nhi, chuyền hai cũng đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia mùa giải năm nay. Darin. Tú Linh bỏ nhỏ. Nỗ lực cứu bóng rất đáng khen ngợi của Darin. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Polina đập bóng tốt ở vị trí số 2. Một đường bóng dễ đối với Polina Rahimova. Chiều cao lý tưởng 1m93. Xin lỗi quý vị, 1m98. Tình huống đánh bóng tầm cao chính là lợi thế vượt trội của Polina ở sân chơi vô địch quốc gia của chúng ta. Thêm một điểm nữa được ghi dành cho đội bóng áo vàng với tình huống phối hợp đánh nhanh sau của Hoài My và Lê Thanh Thúy. Tỷ số bây giờ là 11-7, khoảng cách 4 điểm. Polina bỏ nhỏ. Darin. Và phối hợp không ăn ý của các cô gái áo hồng. Đây là Bích Tuyền. Bích Tuyền có một tình huống đóng dấu đối với Tú Linh. Sau tình huống phối hợp không ăn ý thì Hóa Chất Đức Giang tia sáng đã phải trả giá với điểm thua vừa rồi. Polina. Polina không đánh bại được hai tay chắn bên phía đội bóng áo vàng. Tình huống chắn đôi rất rát của Bích Tuyền và Lê Thanh Thúy.
Tinh thần thi đấu của các cô gái Hóa Chất Đức Giang tia sáng đang đi xuống rất nhiều. Điều quan trọng là huấn luyện viên Vanachot và các học trò không tìm ra được lời giải cho bài toán khó ngày hôm nay. Tú Linh, đường tấn công ghi điểm ở vị trí số 2 của Trần Tú Linh. Pha bỏ nhỏ của Bích Tuyền. Một tình huống kết thúc trong tư thế không thuận lợi nhưng Bích Tuyền cũng đã ghi điểm. Trọng tài xác định đó là điểm dành cho Ninh Bình LP Bank. Bóng chưa chạm mặt sân. Chúng ta thấy huấn luyện viên Vanachot đang có những phản ứng rất quyết liệt với tổ trọng tài. Tình huống cứu bóng của Tú Linh là hoàn toàn hợp lệ. Trọng tài sẽ cần những sự tư vấn từ các trợ lý của mình. Bóng hoàn toàn chưa chạm sàn. Sẽ có một tình huống đánh lại. Đó là phán đoán sai của trọng tài. Trọng tài số 1 bà Thanh Hoa đã có một tình huống nhìn nhận không chính xác khi nghĩ rằng bóng đã chạm sàn. Sẽ là tình huống phát bóng lại của Tú Linh. Bích Tuyền. Rất hay. Pha phối hợp tốt giữa Thanh Thúy và Hoài My. Nhưng ở tình huống vừa rồi trọng tài đã bắt lỗi của các cô gái Ninh Bình. Trọng tài dường như không nhất quán với những ký hiệu của mình. Ban đầu thì bà đưa ra ký hiệu lỗi hai chạm và sau đó là lỗi dính bóng. Đường chuyền cho Darin. Điểm dành cho Ninh Bình LP Bank. Lỗi bước 1 của Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Cơ hội cho Bích Tuyền. Cứu bóng rất hay. Lại là Bích Tuyền. Ba pha tấn công liên tiếp và Bích Tuyền đã thành công. Một trong những ưu điểm của các cô gái Ninh Bình trong trận đấu này là họ phòng thủ hay hơn, bắt bước 1 tốt hơn so với đối thủ. Và cũng từ đó thì Bích Tuyền sẽ có được nhiều đường bóng thuận lợi hơn. Đội bóng áo hồng tiếp tục đưa ra khiếu nại. Lần này là khiếu nại cho tình huống chạm lưới. Ra tay của Bích Tuyền còn cách lưới rất xa. Và đương nhiên không có lỗi của đối chuyền mang áo số 10 ở tình huống vừa rồi.
Challenge không thành công. Điểm dành cho Ninh Bình LP Bank. Không được. Mười sáu chín dành cho đội bóng áo vàng. Hai chiều cảm xúc đối với cổ động viên của hai đội. Polina dường như cũng đã hết cách rồi. Ngày hôm nay thì hàng thủ trên lưới của các cô gái áo vàng cũng chơi rất hay. Liên tiếp là những tình huống bám trắng rất sát. Bước một tốt hơn, chắn bóng hay hơn. Cho Ninh Bình có lợi thế trong trận chung kết này. Họ đang ngày một đến gần hơn với chức vô địch lần đầu tiên của mình ở sân chơi vô địch quốc gia. Polina, Bích Tuyền. Polina thì không thể ghi điểm, nhưng Bích Tuyền thì tiếp tục đóng góp một điểm số nữa cho Ninh Bình LP Bank. Hàng chắn của đội bóng áo vàng ngày hôm nay đã phong tỏa rất tốt mũi công lợi hại bên phía Hòa Chất Đức Giang tia sáng là Polina Rahimova. Mười bảy chín. Hồng Ngát, Bích Tuyền. Trọng tài xác định điểm dành cho Ninh Bình LP Bank. Trọng tài số 1 xác định đó là lỗi lưới của Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Số điểm mà Ninh Bình tích lũy được ở set đấu thứ tư này đang gấp đôi so với đối thủ của mình. Polina Rahimova. Cuối cùng thì Polina cũng đã cắt được điểm cho các cô gái Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Ghi được điểm nhưng nét mặt của Polina vẫn không thể vui được. Chớp thời cơ thành công của ngoại binh người Azerbaijan. Hai điểm liên tiếp được ghi bởi Polina Rahimova. 11-18. Rất hay. Ngày hôm nay thì miếng đánh nhanh của Hoài My và Lê Thanh Thúy đã nhiều lần phát huy được hiệu quả. Ông bầu của đội bóng và huấn luyện viên trưởng của đội bóng Hóa Chất Đức Giang tia sáng đều đang rất đăm chiêu trong trận chung kết thứ tư liên tiếp của đội bóng này ở sân chơi vô địch quốc gia. Họ vẫn đang cách rất xa chức vô địch lần đầu tiên của mình. Đội bóng này lần đầu tiên mang thương hiệu Hóa Chất Đức Giang là vào năm 2017 và đang trở thành một thế lực mới của bóng chuyền nữ Việt Nam trong quãng thời gian gần đây. Trong khi đó thì với đội bóng nữ Ninh Bình, kể từ năm 2021, nắm bắt được việc đội bóng truyền hình Vĩnh Long gặp khó khăn và có ý định giải thể, thì Ninh Bình đã quyết định thương thảo để đưa suất tham dự giải vô địch quốc gia về địa phương này. Thêm một khiếu nại được đưa ra. Challenge cho tình huống bóng trong ngoài, nhưng trọng tài xác định đã có lỗi trì hoãn của các cô gái Ninh Bình LP Bank. Bích Tuyền.
hàng sau của Tú Linh. Tú Linh cũng đã không còn đủ sức lực để có được một tình huống tấn công tốt ở pha bóng vừa rồi. Một trận đấu căng thẳng và nhiều vị trí cũng đã thấm mệt. Đội bóng áo hồng khiếu nại vì nghĩ rằng Nguyễn Thị Trinh đã mắc lỗi lưới. Trong khi Ninh Bình LP Bank tiền thân là đội bóng truyền hình Vĩnh Long, thì tiền thân của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng trước đây là đội bóng nữ Hà Nội mang tên là Bưu điện Hà Nội. Đội đã từng giành hạng 3 ở giải vô địch quốc gia và sau đó vào năm 2008 thì bị xuống hạng. Tình huống khiếu nại không thành công của Ninh Bình, xin lỗi, của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng, và điểm dành cho Ninh Bình LP Bank. Chủ công Hoàng Hồng Hạnh cùng với Tichaya trở lại sân. Những sự thay đổi vẫn rất bế tắc của ban huấn luyện Hóa chất Đức Giang Tia Sáng lúc này. Họ không thể tìm ra phương án để hóa giải các mũi công của Ninh Bình LP Bank, đặc biệt trong số đó là Bích Tuyền. Đánh bóng ngoài. Bước 1 không ổn định bằng, chắn bóng thua kém đối thủ và lại mắc nhiều lỗi hơn. Thật khó cho Vanachot và các học trò. Và phát bóng ăn điểm ngay của Bích Tuyền. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ đã là 10 điểm. 3 điểm nữa thôi thì Ninh Bình LP Bank, đội bóng nữ của tỉnh Ninh Bình, sẽ có được chức vô địch đầu tiên trong lịch sử của mình ở sân chơi vô địch quốc gia. Với thất bại này thì không biết là chiếc ghế của ông Vanachot có lung lay hay không. Chắn bóng tốt, nhưng thực sự là ông thầy người Thái đang bất lực trong việc có thể giúp cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng lần đầu tiên lên ngôi sân chơi vô địch quốc gia. Thất bại đang ở rất gần rồi, chỉ còn cách 2 điểm nữa thôi. Với khoảng cách hiện tại giữa hai đội thì thật khó để có một bất ngờ nào đó xảy ra. Cần một phép màu đối với Hóa chất Đức Giang Tia Sáng để họ có thể kéo Ninh Bình vào xét 5. Đưa bóng cho Hồng Hạnh. Và chủ công áo số 1 đã ghi điểm. 13-23. Hồng Ngát sẽ là người phát bóng. Đinh Thị Thúy, bóng trong sân và 24-13 dành cho Ninh Bình LP Bank. Mười một match point cho đội bóng Ninh Bình. Nếu thua trong trận đấu ngày hôm nay thì không biết mùa giải năm sau Bầu Huyền sẽ phải đưa cái tên nào về với Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Năm nay là Polina, nhưng vẫn chưa thể đổi được màu huy chương cho đội bóng này. Hóa chất Đức Giang Tia Sáng cứu được một match point, nhưng vẫn còn tới 10 thử thách ở phía trước. Áp lực đè nặng như núi đối với các cô gái áo hồng. Ở ngoài sân thì Polina với vẻ mặt buồn rười rượi. Năm đầu tiên ra mắt ở sân chơi vô địch quốc gia của chúng ta, Polina đã ngay lập tức thành công. Nhưng lần thứ hai này thì đang là một câu chuyện có một màu khác. Tú Linh. Ninh Bình vẫn cứu được bóng. Cơ hội tấn công dành cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Trần Tú Linh. 3 cú đập liên tiếp và cuối cùng thì chủ công của đội tuyển Việt Nam cũng đã ghi điểm. Đội bóng áo hồng cứu thành công 2 match point.
Nét mặt buồn rười rượi của những người yêu mến và ủng hộ cho đội bóng Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Cơ hội dành cho Bích Tuyền để kết thúc trận đấu. Nhưng Bích Tuyền đánh bóng ra ngoài sân. Và Mespoy đã được cứu. Nhưng khoảng cách giữa hai đội lúc này vẫn đang là 8 điểm. Như vậy là Ninh Bình đã quyết định khiếu nại. Đường bóng của Bích Tuyền ở gần Tú Linh nhất. Những góc quay này thì cho thấy bóng còn cách rất xa. Khiếu nại không thành công của Ninh Bình LP Bank. Nhưng nhiều khi đó cũng chỉ là một tình huống khiếu nại mang tính chiến thuật để làm giảm đà hưng phấn của đối thủ khi đã cứu được 3 match point liên tục. Chính xác hơn thì đây đã là championship point cho các cô gái Ninh Bình LP Bank. Nhưng Hóa chất Đức Giang Tia Sáng vẫn rất bền bỉ. Bốn championship point đã được cứu. Và đó cũng là 4 match point. Ban huấn luyện của Ninh Bình đã quyết định gọi hội ý rồi. Họ còn 7 cơ hội ở phía trước để có thể giành lấy chức vô địch ở giải vô địch quốc gia năm nay. Luna thì gần như không còn cơ hội để trở lại sân trong trận đấu này nữa. Kẹp chân mẹ đang nhìn vào. Ngoại binh người Azerbaijan đã góp công lớn giúp cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đến với trận chung kết này. Nhưng mục tiêu của đội bóng không phải là dừng chân tại đây với ngôi vị Á quân. Cơ hội vẫn chưa thể kết thúc trận đấu. Hồng Hạnh đánh bóng không qua các tay chắn và trận chung kết của chúng ta đã khép lại với chiến thắng chung cuộc dành cho Ninh Bình LP Bank. Họ trở thành tân vương của giải vô địch quốc gia. Một màn lội ngược dòng đầy cảm xúc cho đội bóng Ninh Bình. Và một lần nữa, đội bóng của Bầu Huyền lại dừng chân ở vị trí thứ hai. 4 năm liên tiếp kết thúc với vị trí Á quân. Đó thực sự là một nỗi buồn khó có thể quên đi được đối với Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và những người yêu mến đội bóng này. Một kỷ lục buồn với bóng chuyền Việt Nam. Lần đầu tiên có một đội bóng 4 mùa giải liên tiếp góp mặt trong trận chung kết nhưng đều thất bại. Năm nay Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đã khởi đầu tốt với chiến thắng ở trong set 1, nhưng họ thua liền 3 set trước Ninh Bình LP Bank và chấp nhận nhìn đối thủ lên ngôi. Còn với các cô gái áo vàng, họ đã trả thành công món nợ sau thất bại ở trận chung kết Cúp Hùng Vương vừa qua, để có thể lần đầu tiên đăng quang ở sân chơi vô địch quốc gia. 2021 mới lấy lại suất từ truyền hình Vĩnh Long và huấn luyện viên Thái Thanh Tùng và các học trò. Chỉ sau 3 mùa giải